Phải đã trải qua hàng triệu năm lịch sử. Từ khi con người xuất hiện trên trái đất này, đã trải qua biết bao thay đổi, thăng trầm để có cái nhìn tổng quát về lịch sử nhân loại. Các bạn có thể phải bỏ ra cả tháng trời để đến thư viện hoặc tìm kiếm tài liệu trên TV, sách báo, Internet, mạng xã hội và nhiều nguồn khác nữa. Hôm nay, trong video này, tôi đã tóm tắt nhanh lịch sử thế giới, bao gồm 5 giai đoạn, từ thời tiền sử cho đến ngày nay. Việc của các bạn chỉ là bỏ ra 5 phút để xem video, chắc chắn nó sẽ không làm lãng phí thời gian của các bạn và khiến các bạn cảm thấy hài lòng về kiến thức mà mình vừa mới tiếp nhận được. Để có nhìn tổng quát chi tiết và đầy đủ về lịch sử nhân loại, chúng ta hãy bắt đầu ngay và luôn sang video này nhé. Thứ nhất là thời tiền sử. Thời kỳ này là thời kỳ dài nhất trong lịch sử xã hội loài người, bắt đầu từ 2,5 triệu năm trước công nguyên đến năm 3.300 trước công nguyên. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, loài người hiện nay được tiến hóa từ người vượn tiến lên thành người tinh khôn, và cuối cùng người tinh khôn tiến lên thành hiện đại vào khoảng 2,5 triệu năm trước công nguyên, vào thời kỳ đồ đá cũ, khi loài người còn sống trong hang, cuộc sống săn bắt hái lượm, xã hội con người còn sơ khai. Tuy nhiên, con người đã có nhận thức, biết phát triển các loại công cụ sản xuất bằng đá, phát triển các kỹ năng săn bắt, giao tiếp với nhau thông qua ngôn ngữ, và đặc biệt là đã biết thành lập các nhóm để đảm bảo cho cuộc sống săn bắt với một của mình. Khoảng 9.000 năm trước công nguyên, loài người đã tách ra thành nhiều chủng tộc khác nhau và nhanh chóng di cư đến nhiều vùng địa khác nhau. Họ sống tập trung ở các lưu vực sông có đất đai màu mỡ như lưu vực sông Nin, sông Ấn, sông Hằng, và bắt đầu phát triển nông nghiệp như trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, kết thúc thời kỳ săn bắt hái lượm, sống với mục của mình. Khoảng 3.400 năm trước công nguyên, khi xã hội loài người sinh sống, tập trung định cư, tập trung thành các nhóm người đông đúc, từ đó đã dẫn đến việc hình thành các thành phố đầu tiên của loài người. Thành phố được thành lập đầu tiên của loài người mang tên Mesopotamia, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Lưỡng Hà, ngày nay nó là đất nước Iraq. Hai, thời kỳ cổ đại. Và khoảng năm 3.200 trước công nguyên, nhân loại bước vào thời kỳ đồ đồng và thời kỳ đồ sắt. Trong suốt thời kỳ này, các nền văn minh đã mọc lên khắp nơi trên thế giới. Mỗi nền văn minh đều có những tiến bộ vượt bậc trong các khía cạnh như văn học, quân đội và thương mại. Một số nền văn minh lớn lúc bây giờ đó là văn minh Ai Cập, văn minh Lưỡng Hà, văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Quốc, và rất nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Xã hội chế độ nô lệ xuất hiện muộn hơn, năm 3.100 trước công nguyên, đế chế đầu tiên được thành lập ở Ai Cập. Sau đó, nhiều đế chế khác cũng lần lượt ra đời. Với sự lớn mạnh của các đế chế, các khái niệm về lãnh thổ, lực lượng quân đội và giai cấp xã hội cũng dần được hình thành. Đặc điểm chính của thời kỳ này đó chính là xã hội chế độ nô lệ. Nó hình thành sớm nhất ở các nước phương Đông. Xã hội chế độ nô lệ chia thành 3 giai cấp. Thứ nhất đó là giai cấp chủ nô, quý tộc, hoặc là giai cấp thống trị, áp bức bóc lột. Thứ hai đó là giai cấp nông dân, và thứ ba đó là giai cấp nô lệ. Xã hội chế độ nô lệ kết thúc vào thời kỳ thứ 5 sau công nguyên, sau khi đế chế La Mã sụp đổ. 3. Thời kỳ trung đại. Thời kỳ xã hội phong kiến là một chế độ được hình thành bởi sự phân phong thổ đất. Trong xã hội phong kiến, giai cấp địa chủ, lãnh chúa, phong kiến là giai cấp thống trị. Họ thiết lập bộ máy cai trị nhà nước do vua đứng đầu để bóc lột và đàn áp các giai cấp khác. Thể chế nhà nước do vua đứng đầu được gọi là chế độ quân chủ chuyên chế. Ở châu Âu, xã hội phong kiến được xác lập sau khi đế chế Tây La Mã sụp đổ vào năm 476. Đây là thời kỳ phong kiến phục hưng ở châu Âu, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của các nền văn hóa. Ở châu Á, quá trình phong kiến hóa diễn ra và được xác lập sớm nhất ở Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng, vị vua phong kiến đầu tiên của đất nước Trung Quốc. Loài người sống dưới xã hội phong kiến vô cùng cực khổ, họ bị bóc lột đến tận xương tủy. Các cuộc đấu tranh nổ ra khắp mọi nơi trên thế giới, báo hiệu ngày tận thế của chế độ phong kiến sắp đến. 4. Thời kỳ cận đại. Chế độ phong kiến thế giới ngày càng suy tàn vào thế kỷ 15 và 16. Năm 1609, của cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi, lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, thành lập nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Hà Lan đã báo hiệu một thời đại mới, thời đại của các cuộc cách mạng tư sản. Năm 1640, cách mạng tư sản Anh thắng lợi đã mở đầu cho thời kỳ lịch sử cận đại của toàn thế giới, tức là mở đầu cho một thời đại mới. Mà nội dung thời kỳ này đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa. Cuối cùng, vào những năm 80 của thế kỷ 19, chế độ phong kiến bị lật đổ ở châu Âu, Bắc Mỹ và ở châu Á. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi rộng lớn, trở thành hệ thống chính trị kinh tế của thế giới. Các cường quốc tư bản phương Tây đã tiến hành xâm lược các nước châu Á, châu Phi, thiết lập nên hệ thống thổ địa rộng lớn vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thời kỳ thế giới hiện đại. Thế kỷ 18, cách mạng công nghiệp bắt đầu.
hiện đại hóa đáng kể các công nghệ năm 1914. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, kết quả là nhiều chế độ tư bản châu Âu bị phá hủy. Cách mạng xã hội tham Nga thắng lợi đã khép lại ra lịch sử cận đại thế giới, mở ra thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại. Trong khi đó, các chế độ độc tài phát xít đã bắt đầu hình thành ở các nước châu Âu như Ý và Đức. Năm 1939, nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến tranh đó chính là sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nặng nề của cuộc đại suy thoái kinh tế, các chế độ độc tài chủ yếu ở châu Âu và Nhật Bản và hùng mạnh nhất đó là Adolf Hitler ở Đức. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại và diệt vong của chủ nghĩa phát xít. Năm 1945, Liên Hợp Quốc được thành lập sau hai cuộc chiến tranh thế giới nhằm giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới. Năm 1946, căng thẳng chính trị, quân sự và kinh tế phát triển giữa hai nước có ảnh hưởng lớn nhất đó là Hoa Kỳ và Liên Xô. Đây là sự khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Năm 1991, Liên Xô tan rã, Hoa Kỳ trở thành siêu cường quốc duy nhất trên thế giới với tổng sản phẩm thu nhập quốc dân đạt 1 tỷ đô la trên năm. Với sức mạnh quân sự to lớn, Mỹ cho mình là siêu cường quốc duy nhất có thể thực hiện sứ mệnh giữ gìn hòa bình, an ninh trên thế giới. Ngày nay, các cuộc chiến tranh thế giới có khả năng sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta không nói trước điều gì, mọi chuyện đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên thế giới, đâu đó vẫn nổ ra các cuộc xung đột gây mất an ninh chính trị khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh mạng và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, các mối đe dọa về thiên nhiên, chẳng hạn như đại dịch toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên, nạn đói hoành hành, kinh tế suy thoái cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, thế kỷ 21 chứng kiến những bước nhảy vọt lịch sử của thế giới. Khoa công nghệ đã có bước phát triển nhảy vọt, mở ra thời kỳ công nghệ 4.0. Trên đây là bản tóm tắt của mình về lịch sử nhân loại từ thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay. Vậy là tóm tắt, cho nên chắc hẳn sẽ còn nhiều thiếu sót. Các bạn hãy đưa ý kiến của mình trong phần nhận xét để video trở nên hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.